bốn đấy, hồng quần áo rồi. Hôm qua mà tụt cả nó, hay khỏe ra trên bộ gia đình khỏe ó nữa, bây giờ nó quăng sướng á. Sao sao nhà lá, nên nhà lá quăng sướng à. Hay hát tự sướng nữa, bây giờ nó có bài nè. Giật vào cuộc sống đó cũng rồi. Quảng Sơn tự sướng nè. Khám phá những món đồ văn phòng phẩm hay ho cùng Sạp Bay nha. Đồ bấm lỗ sổ còng của Planet.